Trường Giang sẽ là người không chơi nha mọi người, vì cái này Trường Giang chơi nó nhanh lắm. Dạ. Mạc Văn Khoa. Em đây. Sao xài thế? Anh Khoa sẽ là người diễn tả đầu tiên. Xin lỗi. Có được nói được không? Được. Họ đã giấu, họ đã giấu. Họ đã giấu. Kệ họ, kệ họ. Đã giấu gì? Đã giấu Khoa. Hết giờ. Mệt cái này. Chưa mà tại. Có gì mà đang có gì thôi. Trời ơi. Em ơi. Cưa cái gì vậy? Cưa lá tịch. Anh giờ. Hết giờ. Vâng. Cái trận đầu tiên mà nó khó một cái là coi như là nó hơi rối rồi. Đố không đáng được đi. Đại B. Diễn giải y chang. À, từ không được nói cho đi nha. Trời ơi. Đố mọi người với hình tượng này sao mà đoán được cái món à? Gì vậy trời? Anh dạ. Trả đi, lỡ cuối cùng thì già có kết quả thì sao? Cưa cái gì vậy? Chết rồi. Cái mặt hơi cưa rồi đà. Rồi chúng ta còn 7 giây cho nó, bây giờ ra đáp án 7. Cái hình thể của là bị lố sao đó. Ôi, ông bị lố em ơi. Sao? 8 từ hả? 5. Cái gì ta? 4 3 2. Anh ơi nhanh quá làm sao mà đoán được anh? Loại. Rồi đợi này loại. Ủa? Rồi, đợi đợi đợi, bình tĩnh, bình tĩnh ha. Con đoán được. Mình đoán được gì? Có trong mà. Có cái kim. Ủa? Còn cái kim đâu? Có cùng mình sao có mình? Cái này là cái cưa mà. Khi mình đoán được, khi mình đoán được đầu sao mình không làm cho bạn mình thấy? Trời ơi, đâu thì kim đâu? Hình như là xong rồi mới đoán được anh ơi. Dạ đúng rồi. Cái thư này cái gì hết? Vậy là em nghi ngờ cái nó gãy từ lúc này là không được. Đó không được em. Em mới diễn được tới mài sắt chưa kịp có này nên kim hết lò. Anh đã diễn sao đâu anh Quang. Anh đã mài sắt rồi này, em vừa định lấy kim hay không thì tới đoạn kim này. Ủa chị bắt bó gì tới em thì em dày. Em dày chi vậy? Mài sắt mà xả dáng quá. Không, nhưng mà bé là tại vì bé diễn xong bé mới biết cái câu đó. Không phải. Biết trước là diễn khác rồi. Hôm nay mặc váy hoặc đẹp ra nó xịn em phải dạy đúng không? Hôm nay tụi bạn lại có bì hết tất cả những hành động đó. Trời ơi, thiệt luôn á. Biết gì để cho Vi đoán cho rồi. Vậy là để Vi đoán. Ờ, cái gì nghe cho một hiểu. Tí cho nghĩ là đúng không? Dù thằng nữ là cái gì? Chủ đề. Ok, vậy thì bây giờ sẽ mời chủ lại. Mời ông, mời ông.